đặt chân vào cái không gian của buổi họp báo ngày hôm nay thì cái cảm giác đầu tiên đó là Phan thấy đói bụng. Xà vô cái gian hàng đồ ăn đó là trời ơi, bao nhiêu cái ký ức tuổi thơ của mình nó ập về. Hồi nãy là có uống là kiểu như là xá xị, mà xá xị bằng chai nó bỏ vô bịch mà cột thun y chang ngày xưa luôn. Rồi bánh da lợn, rồi bánh phục linh, rồi me mà me ép kiểu y chang ngày xưa, những gì mà tuổi thơ của Phát đã từng trải qua. Đây, đó ví dụ đá bào siro. Rồi anh Bum nè, đó. Rồi đất ơi, anh làm kỹ tới từng cái chi tiết nhỏ nhất. Mọi thứ nó rất là Sài Gòn xưa. Bồi hồi xong rồi lát sau vô trong thì nghe nhạc, thì những cái bài hát của anh Hưng thì làm cho mình cảm thấy xao xuyến, mặc dù là cái lúc mà Sài Gòn xưa thì mình không có được trải nghiệm nhiều. Đây là cái không gian, cái hồi ức, cái ký ức của ba mẹ của Jin. Nó mọi thứ nó thơ, nó rất là đẹp. Và mình cảm thấy là hiểu được là tình cảm của ba mẹ mình sẽ yêu nhau như thế nào lúc còn thanh xuân á, đúng không? Nhìn xung quanh tất cả các anh chị em nghệ sĩ hay là khách mời, ai cũng diện cho mình một bộ trang phục rất là đẹp mắt theo phong cách Sài Gòn xưa. Giống như Khánh ngày hôm nay cũng là cậu ba cậu bốn nhìn đây. Dạ, đây là lần đầu tiên Khánh mặc quần ống le luôn. Đó, nói là ngồi nghe anh Hưng hát live á, cảm giác rất là đã luôn. Giống như mình hoài niệm lại cái khoảng thời gian mà lúc mà mình còn nhỏ xíu á, mà ba mẹ của mình nghe nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng. Mọi người ơi, Jun đang cầm một chiếc hộp ha. Cái này là khi mà mua album của anh Đàm Vĩnh Hưng á thì sẽ được tặng chiếc hộp này. Bây giờ mình mở ra coi đó là có gì nha. Cho cuộc tình đã mất. Wow, bất ngờ chưa? Jun, ủa, hello. Trời ơi, hello cô bây giờ. Em đang review cái hộp, chị có chưa? Chưa. Chị làm gì có cửa? Quá. Ừ. Tại đến sớm đúng giờ mới được cái này. Ủa, chị cũng thấy là chị đâu có trễ lắm. Chị trễ tới nửa tiếng, hẹn 1 giờ mà. Cái hộp này hay ha. Nghe được không? Được, nghe được. Rồi, chị review tiếp đi. Đây, chính Đại Thương đang làm một... trời ơi, rất là gọi là... Anh Hưng là đúng là không làm thì thôi mọi người ơi. Làm là bao xịn luôn. Đây, trời ơi, quá là công phu à. Mình cảm giác như một cái máy nghe nhạc thu nhỏ vậy. Đó, có đầy đủ tất cả các nút nha mọi người. Chắc đây là volume quá. Đó. Mình dặn hả? À. À. Đằng sau này là có hết các cổng cáp sạc rồi nha mọi người. Trời ơi. Tức là nếu mà mua đĩa thì không riêng chỉ đĩa. Trời ơi, mua một cái đĩa còn được tặng một cái hộp như vậy nữa mọi người ơi, quá là xịn sò rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy như vậy luôn á, lạ quá à. Và cái máy hát này á, Lâm Hùng sở hữu 5 cái, đã tặng cho Quỳnh Lộc rồi. Lâm Hùng giữ lại hai chiếc để Lâm Hùng làm kỷ niệm, còn 3 chiếc Lâm Hùng sẽ tặng cho những vị khách có mặt trong ngày hôm nay. Biết đâu mai mốt em đem cái này, là cái loa này em đi quay phim, em mở lên em hát, em clip xong rồi em về em dựng phim luôn. Và biết đâu một ngày nào đó sẽ có hình ảnh của cuộc tình đã mất anh Đàm Vĩnh Hưng trong cái MV của Lâm Hùng. Và hy vọng một ngày nào đó Lâm Hùng cũng sẽ làm được một chương trình giống như anh Đàm. Không phải ai cũng có thể tự biến chuyển cái khả năng của mình một cách đa dạng vậy đâu. Và Jun cũng hy vọng là với dự án thú vị này, coi như là album cuối cùng đi, thì mong là tất cả mọi người sẽ yêu mến và đón nhận album này của anh. Chúc mừng anh Hưng đã đạt được một cái thành tựu mà đối với Vũ nó rất là to lớn. Và đặc biệt là trong những cái album đầu tiên của Nhạc Khúc Cho Tình Nhân, nó đã định hình được và gợi lại cái phong trào nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc xưa của Việt Nam mình. Cảm ơn anh mang lại, trả lại cho em kỷ niệm của riêng em, trả lại cho rất nhiều khán thính giả kỷ niệm của riêng họ chỉ bằng một giọng hát. Lần này lại là một cú xuyên tâm tiễn khi mà anh nói chữ cuối cùng và cho cuộc tình đã mất. Đối với những người yêu kỷ niệm, chữ đã mất đó nó đau đớn vô cùng. Nhưng em khi mà em biết rằng là anh làm như vậy, anh thường hay đá lông nheo và anh nói rằng là anh chưa bao giờ hết đồ chơi cho khán giả đâu em ơi. Thì em tin rằng là anh còn giấu đâu đó đồ chơi mới của anh, và sắp Noel rồi em tin rằng là anh sẽ tung thứ đó ra. Hưng ơi, chú em mày đừng hù khán giả. Nói là đây có thể là chương trình cuối ha. À, không được đâu em. Khán giả vẫn rị em lại à. Tụi em vẫn sẽ luôn nghe nhạc và ủng hộ anh Hưng trên cái hành trình làm nghề cũng như là tỏa sáng trên đỉnh vinh quang của anh. Dạ vâng. Chúc cho anh Hưng sẽ rực rỡ hoành tráng với cái dự án này. Nhanh nhanh top 1 trending nha.